Vì sao chúng ta tạo ngũ nghịch thập ác, địa cầu lại hư hoại? Chứ gì nên biết, toàn thể vũ trụ với chúng ta là nhất thể. Ý niệm chúng ta bất thiện, cảm ứng bên ngoài cũng bất thiện, cảnh tùy tâm chuyển. Làm sao để hóa giải thiên tai? Đoan chánh tâm niệm, thiên tai liền được hóa giải. Trong kinh điển Đại Thừa nói rất hay, vũ trụ này tất cả đều duy tâm tạo. Tâm tạo này là gì? Chính là ý niệm. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Pháp không lìa tâm, tâm không lìa pháp. Pháp này chúng ta gọi là hiện tượng. Hiện tượng tự nhiên cũng vậy, hiện tượng tinh thần cũng vậy, hiện tượng vật chất cũng vậy, đều từ ý niệm biến hiện ra. Hiện nay các nhà khoa học lượng tử đã khẳng định, niệm không thể bất hiện, niệm không thể không trở về tự tánh. Phật dạy chúng sanh tịnh nghiệp tam phước. Tịnh nghiệp tam phước là cương lĩnh chung, nguyên tắc chung. Nhà Phật gọi là pháp môn đại tổng trì. Đức Phật nói rất hay, ba điều này là tịnh nghiệp chánh nhân của ba đời chư Phật. Quý vị xem, câu này nói rất khẳng định. Chư Phật ba đời là nói chư Phật quá khứ, Phật hiện tại và Phật vị lai. Phàm phu tu thành Phật phải bắt đầu từ nền tảng này. Đây là nền tảng vững chắc của Phật pháp. Trong thập thiện nghiệp đạo, Đức Phật nói rất rõ ràng, thập thiện này không những là căn bản thành Phật. Ngài nói pháp nhân thiên cho đến thanh văn bồ đề, duyên giác bồ đề, thậm chí ở đây nói cho đến vô thượng bồ đề, đều là lấy điều này làm căn bản. Nếu thập thiện có vấn đề, ở sau hoàn toàn có vấn đề, quý vị không có gì thành tựu được. Giống như xây nhà vậy, đây là nền móng. Nếu không nỗ lực đặt nền tảng thật tốt, cái nhà này xây càng cao càng nguy hiểm, nhất định có vấn đề. Trong tịnh nghiệp tam phước, phước thứ nhất nói đến thập thiện. Câu đầu tiên, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Đây là điều thứ nhất, quan trọng biết bao. Điều thứ nhất không có, tức không có điều thứ hai. Điều thứ hai là từ trong nền tảng của điều thứ nhất sanh ra. Điều thứ hai là gì? Thọ trì tam quy cụ túc chúng giới, bất phàm oai nghi. Hiện nay điều thứ hai này, trong đời này chúng ta không nhìn thấy, nghĩ đến chính mình cũng không làm được. Nguyên nhân gì? Vì chưa làm tốt điều thứ nhất.
Điều thứ ba càng không cần nghĩ đến. Điều thứ ba là Bồ Tát phát tâm Bồ Đề, thâm tín nhân quả, đọc tụng Đại Thừa, khuyến tấn hành giả. Ba điều này là tịnh nghiệp chánh nhân của ba đời chư Phật. Tánh đức cứu cánh viên mãn, cho nên đây là lý. Ngày nay chúng ta tạo tác tội ác cực nghịch lý, đây gọi là ngũ nghịch. Là vì cảm ác nghiệp khổ quả của vô gián địa ngục. Quả bao ngũ nghịch tội này ở đâu? Ở vô gián địa ngục. Lại gọi là nghiệp vô gián. Đây là tội nghiệp cực nặng trong địa ngục. Chúng ta có thể không để ý ư? Nếu học Phật mà lơ là vấn đề này, chúng ta có thể thành tựu chăng? Sau đoạn văn này có trích dẫn những lời cổ đức nói. Đức Phật nói hai câu này là vì tội này nặng quá. Ngài không thể không nói để cảnh tỉnh mọi người. Thật sự tạo tội còn có thể giảng sanh chăng? Hối lỗi là có thể giảng sanh. Nếu tạo tội nghiệp cực nặng nhưng chân thật sám hối, thật sự quay đầu hướng thiện, được, có thể nói như thế. Ý niệm thay đổi mà. Ngày nay trên địa cầu thiên tai dồn dập, thậm chí đi đến ngày tận thế, chúng ta cứu được chăng? Chỉ cần chúng ta thật sự sám hối, thật sự quay đầu. Cổ nhân nói lãng tử hồi đầu vàng không đổi, hiệu quả liền xuất hiện. Trên địa cầu không còn thiên tai. Vấn đề là ta có chịu quay đầu hay không. Quay đầu chẳng những cứu mình, cứu người nhà mình, cứu quốc gia dân tộc mình, cũng cứu toàn thế giới. Người thật sự quay đầu, họ sẽ có biểu hiện. Đó nghĩa là buông bỏ tất cả bất thiện. Phải làm được. Những gì là bất thiện? Nhà Phật nói về tiêu chuẩn này rất đơn giản. Sát sanh là bất thiện, trộm cắp là bất thiện, tà hạnh là bất thiện, vọng ngữ là bất thiện, lưỡng thiệt là bất thiện, ý ngữ là bất thiện, ác khẩu là bất thiện, tham sân si là bất thiện, có thể buông bỏ chăng? Buông bỏ những thứ này nghĩa là thập thiện nghiệp. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Thập thiện nghiệp thêm vào chữ không đã phủ định tất cả. Đây là thiện.
thật sự quay đầu